Chúa lục cung nương nga sắc phong điên, chúa lục cung nương ngôn phong chân thì sinh đi trên thương à.
ngày kia mây vần hắc nghi ám hót hài hoa bà chờ hót về tiên nghìn hoa tiêu tiêu nhạc nhạc hát cám ban lực cắt nhật được thời loan vang đến chung tức đi đi à bài sai đơn chiêm lục gung nàng bất nàng ai nay vuông phong sơn giang tinh tinh hay măng chu măng vàng măng chè măng nước tin cơm làm trà vàng bài sai đơn chiêu lùng buông nàng ngất nàng ai nay vô phong sơn giang tin tình hay măng chút măng vàng măng chè măng nước trà vàng cơm làm có trở về nay trở về trước mặt sơn trang kim ngân tài tươi bạc vàng kim dâng cơm mi lam cao lốc thơm lừng ốc cô tô cá giò nem đủ mùi mặc đi chưa khi thái hoa hồi mặt mà đất thấp thoáng bên lầu chỉ một bầu tươi tốt 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 tươi rượt và lên ngàn soi lên ngàn lắm quả nhiều hoa chù lục đỏ gót lại vào va sớm chiều nổ mây còn mặc chiếc đứng đèo ở đi đi à gót tiên hải sản qua đèo sớm mây tăng ngô quay con bao quay tôi xếp bên người lên ngàn hai quả mà nói tươi liêu lô đào lê cam tuyết nhạc dừa từ đi ngà xin châu bà, xin châu bà ta ban đi phúc lộc, đổ cho muôn nhà được bột gốc sai hoa. Trong khi xanh phách mây cầm ca, sai ngôn tất ý xin châu bà ta ân, đổ cho họ quyền trường xuân ở tí ngà. Lộc tài cho mười ban hoa bốn phương tu hồi về ngôi đền lập ban cho tiên tu lụa dày bồng lộc cho lắm về đền sân dương cho nhiều bà ban cho được dài nhật sang kiều ban cho đồng tiền tay nhật sang kiêu lộc tài cho nhiều hơn năm mai năm xưa
anh đồng con đi lễ bái phục. 30 mùng 1 14 hôm rằm 30 mùng 1 về đền Sâm Dương. Chín mươi ngàn núi xa trùng lục về vạn lâm, có tiên trầu xuống xuống nơi chân gian, điện linh nhân thì mang ấm nó cho mọi nhà. Khăn lam áo lục tinh ưa kiềng vòng hoán ngọc nề, bà nhớn như người ngã vẻ đoan trang, ai nào để dám đỏ tiếng anh linh đã có tiếng vang thầm mi rong cơn khách quá đặc biệt. Thong dong đi cợt khách đi qua đà, nhạc trống tựa thể ông nàng nguyện nga. Khi ngồi họp dăm ba cô thổ bạn, nghiệt ra người già bạc hàng trôi trên đi sơn lân, dừng về vắng bóng người. À, sơn lâm rừng vắng bóng người, chín tư châu thổ là nơi quê nhà. Vương tiên nữ hằng ca vang thế, cả tam trần ai thể biết đâu. Vui khắp hòa yêu lục các châu y ngà. Thanh lang ngây hồi bụng, bát nan đài tương tương nhung nghi. Thịnh mời châu tam đi bát nan để mở tiệt là. Ai về thăm tướng tình tháng bình nề, thăm khu đi di tích ninh động ninh đình đức vua cha. Ai về thăm mình cho tới huyện Hưng Hà, nhớ vào bán ít đức bác nàng tiền la. Chân nam thiên hải hà chúng tu khách mà tào hồ, tình nghi trí trường phu sớm sinh nghi ra cảnh lao bồ hồ. Thank you.
cơn sinh nghinh sang ngang cành lão bồ nghề tâm thân tiết liệt ninh thiên thu còn mình chia nhà họ cũng vương vòng hào phu chân xuân lâm bảo hộ ứng ngay quang trời đình nghỉ núi non thần nhìn xem phong cảnh mọi phần thành tân lên mọi phần thanh tân nên nhang thơm tấu đối kim trung thiên vẫn làm con yêu kính khiến nhường có lẽ đâu con cúi đầu chịu nhục cha thù nhà đi bao phục thù cha con ra đi bốn bề là nhà bài sai đôi chiều lục nghỉ cung nàng ân nàng ai mấy vô dòng sơn giang tình tình ngày mặc chú mặc giang mặc chè mặc nữ cơm lam trà vàng ý nghĩ à đùm 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 tiếng trống mê linh cờ khởi nghĩa cho bắt đi danh hàng đầu con binh thường đọc suốt đêm thâu ngày ngày luyện tập tại lầu ba quân ninh ơn đi ngà cơm đi bát nhang mơ hoa thanh kim vàng châu ba nắm trong tay quân tô định bạc viếng kinh hồi giặc nhà Đông An không còn một tên giặc nhà Đông An không còn một tên chúng vương nữ nữ chúng anh tu biết thuộc nương nữ chủ phất cờ tay quân mây hình mấy giờ ba cây chụp lại lên gò núi cao ba cây chụp lại lên gò núi cao đêm thanh vắng nghi cánh nghi ba lạnh lẽo hạt mưa rơi nắng chiều ngàn cân gươm thề kiếm cút cầm tay lầm dầm khấn quyền hơi đất dày mà trời cao
cha thương nhà. Háng chịu khoanh tay pháp hương chàng hơi có hay, chứng minh cho lòng thiếp mi tại bảy ức ni son. Tháng ba mười bảy nhâm dần hồn thiên ta thác về đền Tiên La. Tiên La thuộc đất Thái Bình định ơ ni à. Ngọc Diệp dành cho bé Kim Chi, Ngọc Diệp Minh dành cho bé Bắc Lệ Thách dành Tam Trần. Trên thông reo dưới thời trúc nghi hoa dày chim rừng mềm, diêu diết canh nghi thông chim rừng ngờ, diêu diết gọi mềm nhọc ôm. Trái chút ni nước gương trong lược đi tắt mấy tài chậm thư bà.
hài thiêu hoa. Này giáng ngự đồng kỳ chấm hoa điểm xuyết nên lược chấm cài ngọc tuyết cù ba tóc mây vẽ mái bường ba. Ven bên đi sườn núi nghinh bản làng xa xa nghe xuống chơi chim ca tính tít mà bộ người nùng đình đầu mù chít cắn đen dòng ngoài xả tinh áo tràng. Nhạc lê mông trên tòa tiếng kiều nhạc nhạc hát càng vang lực cáp nhật được thời loan vang về đền chung ức y ngà bài sai đương chim lùng buông nàng ất nàng ai mấy phố sông sương giam hay măng chút măng giam măng chè măng nước cha vàng tôm lam có phèn xung ai đi tự kỳ nghi ngà có phèn xung ai đi đi tìm lệ mùa nào thức ấy ai mang phi màn nhiều khi tản nắng che sương chẳng khoảng xa đường rồi chẳng ngại nước nước mây hồ mi này loan vàng vì đến đây ở đi đi ngà chú ba về đồng chứng mã sơn trang chú về đồng chứng mãn sơn trang kim ngân tài núi bạc vàng kinh dân cơn mi lam cao lốc thơm đực ốc cua tôm cán bò mép đồ mùi măng mi chua mà kinh thái hoa hồ hồi sông đắng ma đất đâm hoàng bên lầu chỉ một bộ xuân sắc ca tốt tươi rườm rà lên ngàn soi lên ngàn lập quả nhiều hoa từng đi ngà người sơn trang một ngày sáng ám cử sáng yêu kiều ôi sinh quang là gì người sinh cánh cùng hiệp định người sinh cánh cùng lung linh bản đê trên sân lâm vắng vẻ quanh thành và chợt nghe tiếng hát đầu gành cuối ngàn nơi nó xanh xuýnh ngàn tung tinh có cơm lam thịt thình nem khô vỗ tay theo nhịp sạch khô tiếng nón trò trẻ
liêu lô liêu lường một nhà được bội gốc tài hoa, trong khi xanh bách cầm ca tài ngôn tất ý xin châu ba tặng ân độ hộ cho đệ tử trường xuân ở kỳ ngà. Chính là màn núi lê châu vàng lấp có tiền châu xuống đền sâm dương địa linh nhân thế mang ơn nó cho mọi nhà anh tâm thành châu sẽ bán an bán cho được ấm no cho buồn cho bạn khắp nơi đi trần gian ai bị yên châu bè an tôi đi. Cây trên cây tràn ngập màu lam ngôi đền thờ châu bé chín ngàn nền ta có con đi suy nhỏ nơi bắt đi ngang sườn đồi đàn ca lội đùa ơi đi rè sóng nước long lanh in bóng trong tu ngoài rừng thầm là vang tiếng hát ru ý à. Hoa thơm quả ngọt bốn mùa ngát hương châu bén thường thổ mường là gốc áo tứ thân khăn thắm đôi nâu lực nghĩ đai tiền bạc túi châu đi ngà thanh giác ngây ngồi vùng vâng nhật nguyệt đêm nay soi tỏ nghĩ cảnh thác bờ rực rỡ đi càn khôn đền thờ thánh nghi lịch xiết đi bao sông đà sông nghi vô gì vào đi
sông đà ngưng đi sông đi phố gì nghĩ sao sông đền đang ấm mọc đi thấp mi cao mấy tầng cảnh thanh tân đi chiều quang soi tỏ chua thoát bờ là tiên nữ vàng xinh họ mường áo ngô trắng đài xanh lưng nín đeo xà tích ở bên mình tôi dám đôi mắt này phượng đẹp hoa cài chấm sắc vầng trán xinh nghi vẻ mặt càng tươi đôi môi son nở như đóa hoa cười tấn lên lịch sử đôi mắt thời thu ba tóc nên dườm ra rẽ môi đi cánh phượng nghề nét cong ống nghi uốn lượn đường tư xinh xinh để liêu thần thờ chiến binh cả non cao mường bình yên đường đập phố sao đi đi trông thì mâm yên lịch nghịch treo vào trong kim bôi khắp mọi nơi đến kêu cầu lệ bài ai lỗi nhập xin chưa đai lòng thương còn riêng ai cắm súng ở giường quân thời loan vang bên sân dược ở nghi ngà mênh mông thiên đường mè suy thuyền rồng chưa thác trèo bơi đi sông đà chiếc thuyền rồng trèo bơi trong vết ngọc dọc sông đà dạo khắp suy khe trên hàng miếng suy rút treo về
xin chú đánh lòng thương còn tiếng ai căn xuống trái ngàn khi thanh nhàn đào khắp nơi nơi bài đã phi vút qua dưới kim bôi hòa bình núi ngô nhạc thì rừng xanh bờ đôi qua lương sơn thẳng tới gốc cùn chín non nào uốn khúc dập trường khoan hò khoan nơi khoan hò khoan 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 hò khoan khoan hò khoan hò khúc chơi một ba bể mười hai cơn ngàn rừng què quê rừng lan rừng ngung rừng bạch mai rừng trúc rừng thông đường lên uốn khúc dặm trường ơi y à chơi chim miếng bôi hòa bình núi nên ngũ nhạc rừng xanh mờ lồi qua lương sơn thẳng tới gốc cuốn chín non nào uốn khúc dặm bình trường trường dân nín cứ đi vắng vẻ nghe gió làng thơ thương chù lặng to tiếng cả rừng cùm tắc vượt chín ngàn ca tít tầng không vì nghề vào tư chúng vẹn sông mình ưng ý ngà thanh răng ngồi cùng mặt nước lạ lùng nồng bơ tiến lên đi trên mặt nước in lạ lùng nề rõ ràng ông mơ thoại chân dùng nề nề khác thường sáng tựa ngương nghinh trần ai đi chín nghinh bụi nghinh bầu nghinh 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 diệu tinh nhiên thơ tôi nghinh 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 sinh sang vua bàn áo trắng đai vàng nghinh võ hài chân dập nghinh nghinh vai màng
Hoàng về ngày hôm nay ngọ nguyên tôi xin bái kinh hoàng về thần hồn nhà khó đăng nhang phục thọ chân kinh có chữ nam mô mô dòng nhan khai quang thập cờ diệp hoàng về chức đăng diên hạ thích tặng cung vàng kim phục hoàng thân cận thánh đế tiên trung vương ca năng tận gia ân từ bi bất chúng sinh cô ngã kim linh lệ dòng nhan khai quang thập cờ về trước bàn duyên thank you.
xa. Gió yêu yêu thổi in nửa một khoang thuyền. Ông bơ hoang người ngồi sưởi âm minh hồn này. Tay ông hoàng bự nâng bầu rượu, ngồi tựa mạn con đò, mà bước tiên nghiên ngọc ông họa vần thơ lại. Cung Hằng ơi, sao chẳng đêm nay lúc lúc mờ lúc lúc sáng, chẳng nên nhớ thương ai khi khuyết khi ngỡ tròn. Ngày bóng trăng còn thương nhớ chi đây, mà bầu rượu tiên trên tay chưa cạn, ông bơ nỡ chia tay xong đành. Khoan nhật nên mang trèo cửa đền sân dương phục thờ, chính cung thanh mông để tam đây hoàng bơ đã tới. Ông vẫy tay gọi họ Nguyễn ơi, ông bơ đã đợi rất lâu rồi. Họ Nguyên gây ông niệm Phật cơm bầu, bản đền xâm dương đây đất là đất thanh cảnh y là cảnh nghi tiên. Khi ông bơ tôi định trở ra về, sao khuya trăng đã khuất, chẳng nhớ thương ai đứng nấp ở đồng hồ non. Chờ anh trăng tròn thuyền ông bơ đi, chờ anh trăng tròn khi về trăng lặn, chỉ còn bầu rượu mấy túi nghìn thơ. Ca từ bao giờ mong rượu tiên, đi từ bao giờ mỉm cười ông bơ tôi xin hẹn, mỉm cười ông bơ tôi xin hẹn, tôi mai chờ chẳng ra lên về. Thanh vang hồi cung trai út bảo hà hoàng bảy nhắn ai nghi, trai út đi bảo hà nếm mùi phong nguyệt đi, đó là cảnh thân tiền. Thank you.
gió nam thoảng inh hương mây ngào ngạt bóng inh nghi bóng ác tà đã gác inh nghi non tây trăng tin mặt nước vơi đầy bảo hà mê cổ tích ngang xương này còn chuyện chứng tan duyên hạ thích tặng cung vàng kim phục hoàng cân cần thánh đế tiên trung vương ca năng thần gia ân từ bi mẫn chúng sinh cô ngang kim linh linh dòng nhàn an quang thật cờ thiệt hoàng vi chứng tan duyên
được mùi. Dâng công tín báo chúc mình nhời, chúc nhời Quỳnh Phong chúc chén ô lòng mình Quỳnh để tiên các cô vào chuộc chén trà ô lòng. Tay nâng bình ngọc để các bạn tiền nâng chén ninh ninh mở nghề rước đông hoa bảy sông hương ngưng nghề. Hiến thượng kim bàn trà ô long minh, hiến thượng kim bàn mình màu đơn long ma tỉnh thừa nhà rước ông hoàng bảy sơn ba chén nâng mời cha ông cha ba chén các cô nâng mời thanh hương tang tình đề minh phi ngọt đi bùi ốc kỳ nghề chân ác chân đề ác chân ngọt bùi kỳ chân. Tuyết nguyệt phong hoa hoa
vàng lấy thơ làm bàn. Cầm kỳ thi đường thu vui in vầy. Say phu, say thơ, hoang mấy người ngồi say câu hát. Say nợ tan bông, tính tôi lại say. Say cung tính nguyệt niệm câu kim cổ. Say với non sông chuyện niệm tháng minh này. Quan hoàng bày nhắn ai lên đất in hà bảo hà mấy hà bảo hà chín đêm bùi nghề phong nguyệt đi a đó là tiền cảnh thần tinh nghiên sang đù lên bà tiên cảnh thần tiên trên bao hàng. Ô tiên đi cảnh thần tiên trên bao hàng. Có cây đua chén hoa lá ý à ngân thật ngân mấy ngân thật ngân hoa đào mồ mới nở ý nghĩ à muôn đi phần đình muôn phần sang còn kèm xa sang đù lên phà xa còn kèm xa đi muôn đi phần ô nghĩ xa còn kèm xa nên muôn đi phần. Trên cung trăng ai hẹn ý nghĩ anh chờ ai chờ vì đường ông đi chậm linh ý nghĩ anh tình cờ ông gặp được tiên niên sang cù liền bà tiên là gặp được tiên ông hoa mây tình nghi ngờ ôi tiên đi là gặp tiên ông hoa mây tình nghi ngờ. Khuyên ai ăn ở ý nghĩ à, lành cho lành bảo nhau vun trồng cây nước ý nghĩ à, ông cho xanh cành được mà tốt tươi sang bù liêm phà tươi là được tốt tươi cho họ nguyện xanh nghi canh ô nghi tươi là được tốt tươi cho họ nguyện xanh nghi canh. Lệnh nghi phai nghi thập mì nghi tiên nam cô nào tiền anh
phường vang đến hầu. Tiên vương ngang cả nghi quạt nước pha trà tàu. Sơn lâm vừa ý gần đi đầu vô bối bám khẽ. Nàng đôi dâng bộ khánh đèn nền xe ngã tàu xứ hộp móc tiêm chuôi nạp vàng. Tiên cô nàng bằng vào dâng hộp mì thuốc ngang thì là vừa ý ông bảy này bảo hà sơn lâm. Nàng tư đốt để nhang châm tiên cô nàng tư cô vào đốt đi đình nhang châm. Tay cô khêu nén cho tỏ tay ông bảy cầm điêu thuốc mang tiền. Dâng đi kẹo bánh nguyên cô nàng năm cô vào dâng kẹo bánh nguyên kẹo xìu cùng với mi áo tiền thì cái tiền ai sánh bì. Tình nghi nét nhu mì nàng sóng ngô tình nét cô nhu mì nghỉ đầu xuân dương con đi tuần tuần mang để hòa đi chấm đông. Gầy khúc đàn thông tiên cô nàng bày cô vào gầy khúc đàn thông minh miệng ca tay gầy đàn bù ấm nghe nó à. Dâng nghi chiếc lược ngà cô nàng tam minh dâng nghi chiếc lược ngà hai tay cô tám trai chuốt ông bảy khen là cô khéo tay. Yêu điều ai tay cô nàng chín ni cô hiểu điều ai sánh tay ngày ngày cô chín ni dâng một chữ đôi tay vào hầu ông. Bài bông cô nàng mười cô vào bốn lượt bài bông hai tay cô mười mình muốn neo cái khúc có rồng chữ bè ba trài chiếu chia bài cô mười một cô vào trài chiếu chia bài tổ tôm cùng là đánh chăm ông bảy ù bài con bí nghi chi. Dâng nghi bộ cờ thi cô mười hai cô vào dâng bộ cờ thi xe đi phóng lại chứ đôi nghi bên có hai con mã quỳ. Còn nước con non nay còn trời người.
con nước con non, còn cô tiêm thuốc ông bảy còn say sưa. Kìa trông ông bảy như tiên nho nhỏ, ngọn đèn phá lê các cô khêu tỏ hơn sao. Tay cầm tiên như chiều từ mũ long đao, chân bàn chéo như không mình ngồi xem sách. Ông uống thuốc vào ngồi như lòng quấn thủy, thở khói ra như ra các cầu phong. Ăn chơi mà lệch đất nghiêng trời, lên xe xuống ngựa ông vẫy vùng khắp bốn phương. Ngài có tay một tin vớn đầu mình, ông say đi gió về mây, ông say cho non nước ngày nay được thái bình. Ông say kinh niệm chữ Di Đà, say thơ ly đỗ ông say đàn bà nhà. Ông say dòng nước trong xanh, say chùa thiền phủ ông say thành thăng long. Ông bảy khuyên ai đừng có khinh nghi những kẻ bẩn hàm. Ông bảy khuyên ai đừng có khinh nghi những kẻ bẩn hàm. Cây đức mà vun đi cho tốt ông cho vẻ vang sau này. Đáng nên đấng nghi cầm mì cân vời nghỉ vời, ông đã nên đấng nghi cầm cân vời nghỉ vời. Ai mất chữ tâm mì thôi tội phải mang lưới trời. Ông bùa khắp bốn phương tuy có thừa nhưng mà lại khó thoát khôn lường, ông cho nên thoát ni thân. Nghe ông bày ra nghi họ nguyện nghe ông ta, ông cho nên nước yên tẩy hết bụi trần. Thanh nghinh cao họ nguyện nghe ông đi muốn phần mà được thanh cao. Chữ lý cương thường nghề treo cao tác mọc chữ tám tòng. Mương đức khuyên gì họ nguyện hôm nay ta đặt nền gối tông quỳ bảo hà xin ông hoàng bày tại đồ trì chứng tâm.
nào có đông xa, tuy cách sơn hà hay đèo hà, ông giang tay ông về đến Thành Nghệ Tâm. Họ Nguyễn Thành Tâm nghề xa từ đây, họ Nguyễn Thành Tâm nghề xa từ đây, lộc nghề gần ông mang đến, còn lộc xa ông mang về nghề. Ông nhắn người phàm trần, ông nhắn người phàm trần nhưng ghế làm đồng phải chịu đắng cay. 3 năm thử linh, có 9 năm thử đồng. Nhắn ai đến đất bao hà nghề, Hoàng Bày nhắn ai lên đất bóng hà, nến mùi phong nguyệt, đó mới là cảnh thân kinh nghiên. Lộc phù vân đi ông bày có thiếu chi nghi đâu, cái lộc phù vân ông bày có thiếu chi nghi đâu, mang đi lát đường thì không hết ông tiếc vì cười chợt phàn. Năm cảnh ngưng nghi hậu lê lưu tích, giặc bắc phương mà đạo nghịch bất dung, ông Hoàng Bày ngài đội mệnh thiên cung, khẩu binh dẹp mình loạn lên đi công nghi hàng đầu. Bát vạn hùng binh lệnh ông bày triển, bát vạn chư tướng hùng binh xa loạn đón rước, xa loạn đón rước ông lên thiên đình tung đối việc quan đề. Thổ bát hội đồng lệnh ông bày sai, thổ bát hội đồng cùng mình thanh giang, cùng mình đón rước ông về gì bảo hà.